Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình tiếp tục mình sửa làm cái cây thái châu các bạn. Châu này đục lá rất là đẹp các bạn. Đục lá cây này rất đẹp các bạn. Mình chỉnh sửa lại hết. Đó. Nối lên vô. Cái này mình sửa cũng lâu rồi các bạn. Giá luôn này, các bạn thấy không, cái đàn nó phóng trồi nè, hết hồn luôn. Mình không chỉnh sửa lại thì nó sẽ lấy các bạn đá cấu trúc các bạn thấy đẹp không. Còn này sửa này là tại vì cây này mình không có không các bạn. Sửa theo mình đây là nó bị ấy rồi, quá nước quá hớp đó rồi đó. Giờ bóng tàn ha. Bị cái này soi mình lá đẹp các bạn, cấu trúc lá rất là đẹp. Nó vượt lên cái nào vượt lên cắt bỏ các bạn. Đây là cái cây này đó, là cái cây người ta gọi là cây con, cây tử á. Thế là thế, cái dạng mà thế mẫu tử đó, nó là nó các bạn. Không đọt, hết hồn luôn. Cái cây này mình cắt mà cũng phải chờ lại khúc cắt sát, có nhiều khi nó trống chỗ đó các bạn. Mấy cái tàn mà nó âm đó các bạn, nó nằm ở trong trong ruột con thứ ấy này kia nọ, mình cắt bỏ các bạn, nằm ngay cho độ cong mà độ âm á, cắt bỏ. Nó phóng ra nè các bạn thấy không, nó dài tùm lum luôn. Thank you.
thì được, mình để vào. Cái nào đấy được thì mình sẽ cắt bỏ. Nó đang ra hoa, vòng lát quay kỹ lại cho các bạn xem. Cây này thì đang giai đoạn nó sung sức các bạn. Nó ra hoa hoài luôn. Rồi giờ mình sẽ sửa tàn lại các bạn. Bạn nó nhỏ quá, bạn gỡ không khéo quá nó sẽ rối, một ly là rối hết các bạn, để một ly là nó bị rối hết. Bởi vậy ở quê mình các bạn, người ta ít khi nào đem kẻ một ly về người ta bán lắm, nó rối, người ta bắt lỗ. Hai ly rưỡi, hai ly các bạn đóng như vậy nè, ba ly mới được, cọng này phải ba ly. Cọng này giờ mình bỏ đi, nó sát quá mà nằm ở trên cái như thế này, bóng cả cái chi nữa thôi. Bóng vậy cũng còn tụt lưng nó ngập, chéo qua chéo lại. Test lát mình đem ra nắng 100% các bạn. Mình nói thật, cây này cũng hơi còn mát vì mấy cây kia nó che các bạn. Mình thấy đó, nó hiện tượng cái lá nó cũng bị đó. Đó, mình đem ra nắng 100% luôn. Nè, làm cây nè các bạn, nó mệt thiệt nhưng mà nó ghiền các bạn, nó không làm nữa, không có cây làm nhưng nó thấy máy tay chân nữa. Các bạn chơi các bạn mới thấy, bởi vậy cây kiểng nó là vậy đó, bạn chơi mới bạn mới thấy cái kiểng tại sao là người ta đam mê cái chỗ đó. Cái cây nào các bạn mà test nắng 100% mà nó không có bông có trái chịu chưa, không có, nó là nếu mà nó lấy điều kiện là nó phải già nha các bạn, nhánh nó phải già nha. Còn cái giống mà bây giờ nhánh non mà nó phun trái á, cũng có nữa các bạn, cũng có cái giống đó nữa nhưng mà hiếm lắm, ít lắm. Cây mà các bạn ha, mình nói thật nha, cái cây hải châu các bạn mà đủ nắng đi không thì nó
nó nhanh cho qua cho trái lắm. Còn các bạn mà để cái mình không có đắp các bạn, không có chỗ để á, cứ mình nhét chỗ này nhét kia nó thiếu ánh sáng á, nó không có cây trâu nhìn xấu lắm, ra lá dày nhẵn rồi bây giờ đủ thứ trong đó các bạn. Mình nói đây là thực tế các bạn, không phải mình nói đâu, đất của mình đang ngay chỗ này là gần một công đất các bạn. Nó mình bị cái nhà lầu kế bên nó bị che hết mớ, mình đằng sau mình hàng rào cao lên thì nói chung là cũng có nắng đó, nhưng mà nó hạn chế một số chỗ thôi đó. Bởi vậy mình mấy cây nè mình cần cách nắng á thì mình phải đem ra một cái chỗ nào nó đầy đủ ánh nắng đó, thì nó sẽ nhanh cho ra hoa cho trái. Mấy cái này nó vừa cắt bỏ đi. Chỗ này các bạn, ngay chỗ cái vị trí này nó hơi trống trống. Chơi mà chế chơi cây mà vui. Cây hải châu á các bạn, để lát mình làm một cái clip trái ở vườn mình. Mà hiện nay là mình cũng không nhớ ngày mấy các bạn, nay ngày 17 tây nè, 17 tây mà không biết âm lịch là bao nhiêu mình cũng không để ý. Đó thì mình tính cái ngày dương lịch thôi, thì đó thì các bạn chơi các bạn sẽ thấy nó nay nó có trái. Mình nói thật nha, mình đây là cái mình nói cây nào cũng có hoa các bạn, nhưng mà có một số cây có hoa nó hạn chế thôi, cây nào cũng có, như cây này cũng có nè, cũng có nhưng mà nó hạn chế thôi, chứ không phải cây nào nó cũng phải có điều, tại vì nó không phải là mùa. Đó. Nhiều người mua cây các bạn quay cho mình xem nó, cây này trái to trái bự, nhưng mà thật ra các bạn nói thật nha, trái to á, nhưng mà bây giờ á ở trên cái cây á các bạn, nó được bao nhiêu trái, trái to mà các bạn ngồi bắt bạn đếm được bao nhiêu trái thôi, to đi làm cái gì, không được, trái to là phải thôi, như thế nào, trái to mà đếm được thôi cũng như không. Nó to quá nhưng mà đếm chừng 30-40 trái con chơi con không ngon. Ý là mình nói là nó trái đơn á, trái nó không được ấy các bạn. To là phải chùm. Nhưng mà cây á, cái trái các bạn cỡ đầu ngón út là chơi được rồi. Nếu mà cái trái chùm đó, đừng có lớn quá, nó không có lớn đâu. Mình nói thật nó không có lớn đâu. Đó mình nói thật nha. Chứ không phải mình nói chơi. Cây mà các bạn trái to quá cỡ bằng ngón út á, đầu ngón út á, mà các bạn nó bạn nói nó trái chùm á thì còn tôi tin. Còn cái dạng mà bây giờ nó trái hoàn bằng tỏ mà trái chùm á là mình không có tin nha các bạn. Tại vì mình nhiều lắm, nhiều cây á, cây đó trái đơn á, khi nó bằng ngón cái không dừng nữa bằng trái đơn á. Cây
nha, mình sửa hơi lâu nha các bạn, và thông cảm mình nha. Đây, cứ vô kém hai ly. Cũng sửa đủ thứ. Mình có cây bạch sư liễu các bạn, không nhận đúng không? Cái thơm các bạn, hoa thơm, rất là thơm. Mình ngồi nãy giờ mình nghe cái mùi hoa nó mà mình cứ nghiệm nghiệm hoài không biết cái gì mà nó hướng thơm thơm. Thật ra là cái cây bạch sư liễu thơm, nó không phải nó thơm là như mùi quế các bạn, nhưng mà cái hương thoảng nó thơm thơm thoảng thoảng này đó. Cái này lá đẹp các bạn, lá mình quay lại cho các bạn xem tại sao mình gọi là lá đẹp. Cái nào để nào chưa cắt cắt các bạn, để nhiều quá nó rối, nó thật nhìn nó xấu đó. Mình chơi kiểu các bạn là những cái nhà tàn nhánh đó mình không giống tỉa, mình sợ nó trống, nhưng mà để ra cái nó rối các bạn, do đó giờ cái nào tỉa được mình cứ tỉa. Rồi nó phải nhìn ra hầm đẹp hết rồi.
Rồi xong các bạn. Đâu ạ? Cắt đóng luôn nè các bạn, đóng cây đóng rác luôn á, đóng đóng trà nó luôn á. Để quay cái góc này nó bao lớn các bạn. Có cái ghế này á, bấm chạy lên chạy xuống là được. Đây, đo hai thân nè, hai thân như các bạn, hai thân đó là 25, còn thân lớn ở đây. Thân lớn là 17. Còn cái thân nhỏ các bạn, cái thân nhỏ nè. Nhỏ thì xác chắc thì nó ở 9-10 à. 10 à. Đó. Chiều cao cây này các bạn. Bắt mình tha keo cái này. Để quay cho các bạn xem. Cây này cao thì rồi mặt chậu lên nó khoảng cũng năm sáu, năm mười sáu mốt, khoảng 72 các bạn, 72 từ góc lên nó khoảng 72, khoảng ngang nữa các bạn, khoảng ngang nó cũng phải 82 à, cây to, cây rất to các bạn, cái dạng mà mình trên không có nổi các bạn, chứ không phải cây mini, cây chơi ấy nha. Mình trên phải đưa phụ trợ cái xe đẩy để kéo qua đó. Mình trên có nổi nặng lắm. Cái gốc nó to mà, không phải cây này cây gốc nhỏ đâu. Rồi. Mình sẽ bỏ cho nó miếng phân các bạn. Cái này thì có miếng phân vòng vòng không? Nó cũng lớn rồi, nó cũng tốt rồi, không cần nhiều, bỏ để rìa theo cái là gì đây, góc này đang quay kỹ là các bạn, đó rất là đẹp, em tha keo là quay kỹ là các bạn. Mặt cắt lớn nhỏ là mình tha hết nha các bạn, không có tự mặt cắt nào lớn nhỏ là có cái mặt cắt là mình tha, để cho nó không bị như thế này, cũng như mình suy nghĩ các bạn, nhưng mình đứt tay mình băng lại thôi, để cho nó đừng có chảy máu thôi, còn cây cỏ cây kiển thì nó đừng có đi nước đi hơi thôi, vậy thôi, nó là vậy, mình suy nghĩ nó là vậy, cắt nó thì phải tha keo cho nó đừng đi mất nước mất hơi ở trong cái thân mẹ nó thôi. Mình bảo quản nó đó cũng đều tốt thôi chứ không có gì các bạn. Nghĩ như mình đứt tay mình phải băng lại thôi, nó mình cắt nó mình phải tha keo thôi. Cái nào thấy thì tha, thấy nó cũng nhỏ các bạn, cái này nói chung là cắt cũng nhỏ, cái này mà đó mình về mình đó là không có được hai lá dày đâu bạn, xấu lắm, đọt nó không có được dày nữa, cái gì đó không, mình về mình nó tạo tác đó lại, nhưng mà cũng phải làm lại hết, được vậy, cái này biết chắc cũng hơi dài các bạn thông cảm. Kỹ lại cho các bạn xem nè. Các bạn thấy góc không? Cái bệ góc đó nè.
chảy ra tới đây luôn nè, đó rễ nè, các bạn thấy nè, đó gốc rất là to, tại mình chưa đốn nó sập xuống nha các bạn. Cái nguyên lý các bạn, bạn che kiểu đi, cây mà các bạn trồng trong cậu chậu á, nó sập xuống là cây phát triển sung, còn cây mà chậu mà trồng 2 năm, 1 năm, nửa năm thì nó trơ trơ nó nằm trên mặt đó là cây đó bị rễ nó đâu ăn đất đâu mà bị sụp đất. Đó, các bạn thấy không? Đó cái đế nè, để xoay ngón tay mình tay cái mình đi. Thì cái bộ đế rất là đẹp. Đồ công đó nè các bạn. Các bạn thấy cái đồ công đó không? Đó, đồ công bên đây mình rõ thẳng các bạn, cái góc này ngay thân thẳng nè. Rồi mình lấy kẻ mình uống lợi là nó thành một cái đồ công nè. Đó, nó dạt ra. Còn đây cái đồ công của nó nè. Thấy chưa? Nó đồ công đó. Lên đây thì nó cũng lắc lượng các bạn nè. Nó lắc lượng cũng lượng thôi. Đó, thân nó lắc lượng nhẹ thôi. Lên trên đọt đó mình bẻ trên đọt nè các bạn. Đó cái đọt này. Đó cái đọt các bạn thấy không? Bẻ cái đồ công lên. Nó có hoa nè các bạn, hoa nè. Đó có hoa nè. Hoa nè. Mà mình hoa nè các bạn. Nhưng mình ngắt qua cái này thôi, cắt bỏ hết đi. Qua ấy trái này đâu có cái gì đâu phải để chi. Thấy không? Đó, dẹp hết đi, đó. Để cho nó ra cái khác. Cái qua này đâu để đâu giải quyết được gì, cắt trái hết. Rồi. Tổng thể cây nè các bạn. Đó, tổng thể cây. Mình không biết chọn nào mặt tiền mặt hậu đây. Đây lấy mặt đây đi vô đi. Đó. Không kể cái cây trên xuống nè. Đó. Đó, tổng thể cây nè. Cây đẹp nha các bạn chứ không phải xấu nha. Cái form này rất là đẹp. Đó. Theo mình á, form này mình rất là chịu, chân cành nó bằng cái tay cái hết rồi nè. Không còn gì nữa hết. Đó. Cái này đúng bài nè, cái mẹ cái con nè. Rồi mình kết thúc clip nha các bạn.